Thường trực Hội đồng nhân dân huyện A Lưới tổ chức kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026, đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, đồng thời tổ chức lễ phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. Dự kỳ họp có bà Nguyễn Thị Ái Vân, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Quý Phương. Năm 2023, tình hình kinh tế xã hội của huyện tiếp tục ổn định, có 13 trên 14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân 162.630 trên 340.243 triệu đồng, đạt 48% kế hoạch. Tình hình thực hiện chi ngân sách ước thực hiện cả năm 979.024 trên 555.336 triệu đồng, đạt 176,3% so với dự toán được giao. Công tác quản lý tài nguyên môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được chỉ đạo sâu sát. Toàn huyện đã cấp chứng nhận hơn 220 hồ sơ, trong đó cấp mới 83 hồ sơ, cấp đổi 137 hồ sơ. Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án và quản lý dự án được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 4 dự án, đang triển khai thi công 8 dự án và tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới. Năm 2024, A Lưới đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người 39 triệu đồng một người một năm, tổng đầu tư toàn xã hội 1.200 tỷ đồng, tổng diện tích gieo trồng 5.859 ha, sản lượng thực thực có hạt 17.542 tấn.